Thưa quý vị, chiều nay đã diễn ra 3 trận đấu đầu tiên ở vòng đấu thứ 4 và một trong những trận đấu rất đáng chú ý đó chính là chiến thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên chính sân của câu lạc bộ Bình Dương. Có thể nói đây là chiến thắng đầu tiên của mùa giải đối với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ Khánh Hòa cũng đã có được điều bất ngờ. Victor Mansaray, tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm tỏa sáng và mang về bàn thắng đầu tiên cho đội bóng áo xanh ở mùa giải năm nay sau một tình huống xoay người và dứt điểm đẳng cấp ở phút 19. Mọi thứ tiếp tục diễn ra thuận lợi với thầy trò huấn luyện Vũ Tiến Thành khi ngay ở trong hiệp 1, ưu thế đã được gia tăng và lần này lại là một ngoại binh nữa điền tên mình lên bảng tỷ số, đó là Daniel Green. BKM Bình Dương không buông xuôi, nhưng tất cả những gì tốt nhất mà đội chủ nhà làm được ở trận đấu này chỉ là một bàn gỡ trên chấm phạt đền của Rimario. Thua trận 1-2, BKM Bình Dương vẫn chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, trái ngược, đây mới là những điểm số đầu tiên và là chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở V-League 2023. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa câu lạc bộ Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An cũng mang dấu ấn lớn của các ngoại bình. Hai đội thi đấu khá cởi mở và tạo ra một màn dự đổi tỷ số hấp dẫn đến tận những phút cuối cùng. Soladio giúp đội khách vượt lên dẫn trước, nhưng rồi Muasir đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, khi mà Sông Lam Nghệ An đã có thể nghĩ về chiến thắng với bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 90+2 của Olaha, thì cũng chỉ vòn vẹn một phút sau, câu lạc bộ Khánh Hòa có bàn gỡ hai đều của Zario để giữ lại một điểm quý giá cho đội chủ nhà. Trận đấu thứ 3 diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có quá nhiều những sự cân bằng mà chúng ta cần phải nhắc đến ở đây. Cả hai đội đều có được 7 điểm sau 3 trận đấu. Câu lạc bộ Hà Nội thì sở hữu hàng công và loại tốt nhất, còn đối thủ Đông Á Thanh Hóa thì lại sở hữu một hàng phòng ngự số 1 của giải đấu khi cho tới thời điểm hiện tại thì họ mới chỉ để thủng lưới đúng một lần mà thôi. Từng ấy lý do cũng đủ để người hâm mộ của bóng đá Việt Nam ngày hôm nay dành sự chú ý của mình đến sân vận động Hàng Đẫy. Chấn thương của Thành Trung khiến huấn luyện viên Banovic phải đưa tiền vệ Macau xuống đá trung vệ và điều đó khiến tuyến giữa của câu lạc bộ Hà Nội mất đi sức chiến đấu một cách đáng kể. Họ gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá pressing quyết liệt của Đông Á Thanh Hóa, đồng thời không thể triển khai thế trận áp đảo như thường lệ. Còn Đông Á Thanh Hóa đã có một trận đấu hay và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn để ghi bàn. Trong một trận đấu quyết liệt, nhiều pha phạm lỗi, nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, hai đội đành hài lòng với trận hòa không đều. Trước trận đấu thì phong độ và điểm số của hai đội là bằng nhau và sau trận đấu thì có thể thấy sự cân bằng đó đã được phản ánh như thế nào trong cả thế trận cũng như là cả tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Một trận đấu bất phân thắng bại, cả hai đội bóng đều đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, thế nên trận đấu kết thúc với tỷ số không đều. Hôm nay chúng tôi rõ ràng đã gặp một đối thủ mạnh, họ hiểu chúng tôi kiểm soát trái bóng tốt như thế nào, vì thế đã chơi pressing rất quyết liệt. Hôm nay, chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn. Hôm nay, chúng tôi đã đến đây và chứng minh rằng Đông Á Thanh Hóa đến đây để chiến thắng, không phải để phòng ngự, không phải để cầu hòa. Các bạn thấy đấy, chúng tôi pressing suốt 95 phút như thế nào. Hôm nay, nếu thua, cũng không sao cả, vì tôi hài lòng với màn trình diễn của cả đội. Với việc bất phân thắng bại tại vòng 4, hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng vẫn thuộc về câu lạc bộ Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa khi có cùng 8 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên vị trí thứ 11 đẩy chính đối thủ của mình là BKM Bình Dương vào hoàn cảnh khó khăn với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Còn vào ngày mai, những vị trí trên bảng xếp hạng hứa hẹn sẽ còn thay đổi với hai cặp đấu diễn ra, đó chính là cuộc so tài giữa Topelem Bình Định làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Hải Phòng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Hai trận đấu cuối cùng của vòng 4 diễn ra vào ngày 19 tháng 2 cũng rất đáng xem, đó là Hoàng Anh Gia Lai gặp Công an Hà Nội và Viettel so tài với câu lạc bộ Nam Định.